Cô chú anh chị, hôm nay là ở miếu quan Thánh Đế Quân mình đó. Hôm nay là ngày chính lễ, ngày thứ hai thì có tổ chức một trò chơi dân gian. Trò chơi dân gian này là nhảy bao bố nè, rồi đập heo đất nè, và chào mừng kỷ niệm 85 năm cách mạng tháng 8 thành công nữa, kỷ niệm lễ hội Quan Thánh Đế Quân năm 2023. Xin kính mời tất cả bà con mình cùng tham gia trò chơi dân gian này nha. Quay cờ tướng không? Cờ tướng đánh mày em không có làm cái cờ tướng sao? Chuẩn bị ha, đây là các thành viên tham gia này phải không? Để ba giải quyết hết. Đây. Hồi nãy chị vô quay nhất nhất thì qua rồi. Rồi ta mới lại tới. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, bây giờ trò chơi thứ hai là trò chơi đập heo đất. Dạ, trong mỗi con heo đều có giải thưởng trong đây nha cô chú anh chị. Dạ, trong mỗi con heo đều có giải thưởng hết. Các bạn đập con heo nào giải thưởng trong đó bao nhiêu thì là mình sẽ nhận. Có giá trị từ 50.000 tới 500.000 mỗi một con. Wow, tiền luôn hả? Có 500 luôn. Wow. Vậy là giá trị trong mỗi con heo, phần quà trong mỗi con heo này là từ giá 50k đến 500k nha cô chú anh chị. Đó thì bà con mình đặt con heo nào thì sẽ hưởng cái phần thưởng trong con heo đó. Dạ. Đây, rất là nhiều nha, vui lắm cả nhà ơi. Rồi còn đây là các thành viên tham gia này cả nhà. Như hồi nãy thì mình đến trễ cho nên là trò chơi nhảy bao bố đã qua rồi, mình đến thì vừa xong thì cái phần trao giải thôi, còn bây giờ đến phần này là mình từ đầu đến cuối nha cả nhà, mình tham gia từ đầu đến cuối nha. Và còn đây là các thành viên tham gia nè. Một ấp là hai người là đập sang kẻ nhau, và số tự là ấp Đông Châu, ở Trung Châu, Đông Châu, Tây Thượng, Tây Hạ, Thiện Đông dài xuống là một người đập một lượt ha, giống như đây đập rồi cái tới đây lên. Cái đập gọi tới đây lên, dùng dài lên ha. Mình bật bật mắt bằng cái khẩu dài này. Vui quá cả nhà ơi, đây là các vận động viên, các bạn tham gia nè, tham gia trò chơi đập heo đất nha cả nhà. Như hồi nãy Kim nói đó là trong mỗi heo đất đều có giải thưởng trong đó nha. Bà con mình đập được con heo nào giải thưởng bao nhiêu thì mình sẽ hưởng được bấy nhiêu cái phần thưởng ở trong con heo đó ha. Vui quá, nãy mình tới trễ cả nhà ơi, cho nên là trò chơi đầu tiên nhảy bao bố thì là mình không có đến ghi hình kịp, chỉ đến ghi hình trao giải thôi. Còn bây giờ cái này là mình tham gia từ đầu đến cuối nha. Quay nhớ từ đầu mới bật mắt hả? Bắt luôn. Vui lắm nha cả nhà ơi. Cao lượng quay xuống cái áo quay vào cái tay. Rồi bây giờ nhắc lên. Coi chừng thấy đó. Đập muốn chết á, cái nhỏ kìa. Ba anh đó này, anh nói ra đi, chỗ đó nói ra đi. Đứng đầu. Thấy không, đã nhảy bao bố rồi mà nó cứ nói chưa không ra tới, rồi nhảy xong rồi trao giải thưởng chịu nổi rồi. Ủa vậy là cũng tính luôn ha. Ừ, nó đập chéo xuống rồi. Có thể lệ cuộc thi là trước khi bước lên đập heo thì là phải quay 3 vòng cả đạo rồi mới bước tiếp lên. Why?
không trúng không được tiền nữa. Chùa quá. Cậu trúng ghế cũng dặn nghe cậu mình. Trúng ghế cũng nhận được tiền đó, cả nhà ơi vui quá. Nó quay qua nó nhức đầu quá rồi đông rồi. Quay đi. Quay nữa. Quay đi dạo quay đông rồi. Rồi ba vòng à, rồi đó. Phải nữa à, vậy đó mới đủ. Vô đầu giờ nè. Để đưa đầu vô con heo. Không biết được đi mà. Giờ đi ngay tay đây. Thẳng lên tay. Đừng chỉ. Đừng chỉ. Đừng chỉ. Đừng chỉ. Đừng chỉ. Đừng chỉ. Đừng có người ta hướng dẫn. Thêm 300 ngàn là giải đặc biệt nhất là 500. Trời ơi sao mà hên dữ vậy? Đã có một giải đặc biệt rồi quen đó. Đồng heo. Hên quá trời luôn ạ. À. Giải thưởng là bao nhiêu anh? À, 500 luôn. Trời ơi hên quá trời luôn. Anh ta có được có 150 mình được 500 luôn. Hên ghê. Vui quá trời luôn. Còn hai ba con, còn ba. Sao vậy? Kiếm giải vụ gì? Mất 500 tỷ lộn mày. Dòng sao á quay kêu ta đưa cái cây đánh ra gì nè. Giải thưởng vừa qua là được 30 ngàn đồng nhờ tiền Việt Nam nha cô chú anh chị. Đập ba cái được 30 ngàn. Cái bằng xôi đâu không lấy nó quẹt chồng tròn hay thôi. Rồi rồi thôi. Cái gì đó trò chơi mà vui thôi. Bắt cái hố hoài à. 5 vòng hố hoài vậy? 3 vòng mà. 5 vòng vậy hả? Con tưởng 3 vòng mà. Quay lại.
mà được tiền chạy được lắm. Ờ, chạy thì chạy được đó. Vui quá. Người ta đập có một cái bể gì mà không vô tay gì hết trơn à. Mấy con nhỏ nãy là nhỏ rồi là con ngủ quá. Làm gấp ở đây. Vậy là hai đứa con được hai giải luôn. Dạ dạ. Được nổi không? Dạ. Áo bà ba nè đẹp quá nè. Áo bà ba nè. Áo bà ba ở quen đi đẹp. Dạ dạ đúng rồi. Cái clip hôm qua con quay đó là con chiếu lên tivi rồi đó. Dạ đó hả? Dạ hồi tối về làm tới 11 giờ đêm. Dạ. Công nhận đẹp thì ghê trời. Nãy con giờ miếng trời. Dạ. Lên mạng gì? Ấm áp miền Tây lên tivi luôn đó. Mở Ấm áp miền Tây đi coi hôm qua coi tấm ông đó. Dạ rồi. Dạ cây lên. Dắt cây lên. Quay. Thôi. Rồi 50k. Giỏi không đặt cái giáp tét luôn à. 500 rồi. Quá mày không ở đây mà không đăng ký mày 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 vậy là còn 200 phải không? Còn 200. Ngon quá, cái 50 rồi, cái 500 lụm tiêu rồi. Bây giờ còn hên quá trời luôn à. Đâu có nhà thằng Nam nó hên. Bởi vậy ông đâu rồi không biết nữa. Nó kêu ông ra, kêu ông vào luôn á. Trong về đây để xem. Quay. Người dân mình không đăng ký chơi gì chơi để bạn ấp đăng ký làm tiền hết trơn á. Không làm chỗ nào mình mấy bao con á. Vậy thì bạn ấp thì cũng từ người dân. Bởi vậy là người dân ngát quá. Người dân ngát quá không giờ không tham gia. Hai người đó về. Đây là cái tao nè. Oh,
500 rồi, vòng thứ hai thứ ba là được 500 rồi. Hên muốn chết luôn. Rồi còn ba con heo nữa cả nhà ơi. Còn đông nhiều quá còn ba con heo à. Tự chuẩn rồi chứ. Tự quay mà ơi. Tự quay. Ba vòng được rồi, quay ra 5 vòng muốn xem một vòng luôn rồi. Rồi đứng đây. Này là quay đi, quay đi, quay đi. Từ từ. Không có đâu bình tĩnh. Có cây này 400 nè, cây này 400. Cây này 400. Trời ơi, hai chất lượng nha. 400 hay là 300 á, cũng đã có danh sách tài khoản chứ đâu. Là ghi đâu đó rồi đó rằng. Đâu, 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 đó, đó, để tôi đưa trong đây. Trời ơi, 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 trời của trò chơi dân gian hôm nay nơi hoàng thánh đế quân lên đây thánh đế quân mày đừng có chờ chứ quân vừa chờ tướng không hiểu cho nên mình quay mình không thấy vui ngồi nó im liềm quá nó buồn quá à. Ví dụ chơi chơi chuyện tranh hay chuyện nước rồi ha, vui lắm. Chuyện tranh chuyện nước nhảy bao bố hay đập niêu đập đầu vui. Thế thì trò chơi dân gian nơi quan thánh đế quân tổ chức năm nay đến đây là kết thúc. Cô chú chị ơi, ai bưng mình dạ. Xin chúc gì gặp ta ấm áp miền Tây. Ấm áp miền Tây. Rồi không có coi rồi. Bây giờ vô coi đi chiếu rồi quay đang quay chiếu rồi. Xin chúc bà con mình hành hương về đây cúng lễ thật vui, thật nhiều ý nghĩa. Và cũng xin chúc buổi lễ hội Quan Thánh Đế Quân năm nay được thành công tốt đẹp. Quay cờ tướng không? Dạ không. Có cờ tướng nhưng mà không quay đâu, tại vì cờ tướng ngồi im gu. Cờ tướng ngồi im gu à. Cứ gõ cốc 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 không có gì vui hết trơn. Dạ. Vui vui vậy nè, thôi thì mình biết là trò chơi năm nay là tổ chức là có nhảy bao bố, rồi có đập heo đất, rồi là cũng có cờ tướng. Rồi vậy là được rồi chứ không quay đâu. Không, cờ tướng có buồn không vui bằng như mấy này. Dạ. Thôi thì đến đây trò chơi dân gian cũng đã kết thúc rồi, thì cũng dừng ở đây nha cả nhà ơi. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào những clip sau nơi lễ hội Quan Thánh Đế Quân năm nay nha. Xin hẹn gặp lại. Chào tạm biệt. Bye bye.
cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.